Save me. Better than anyone. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Hitman. Thì như mình nói là mình đang cố gắng kết thúc cái series này, tại vì hiện tại là DLC nó ra cũng hết rồi, tới cái DLC Hokkaido rồi, mà mình hiện tại là mình đang cố gắng hoàn thành trong 3 ngày. Mình sẽ hoàn thành Colorado và Hokkaido để các bạn có thể kịp thời gian xem và tiếp với series Watch Dogs 2 của mình. Thì mình đang bây giờ đến nhiệm vụ tiếp theo sau khi nhiệm vụ Bangkok vừa rồi á, thì mình sẽ làm tiếp với nhiệm vụ bên Mỹ, USA, Colorado. Đây là một cái bang rất là ghê gớm về súng này nọ, cũng rất là nguy hiểm. Và hôm nay mình sẽ làm Sniper Assassin. Đây là một cái challenge khá là khó, Sniper Assassin và Shoot Only, tức là mình vừa phải bắn súng ngắm mà vừa không được để bị phát hiện. Cái đó cũng gần giống với Silent Assassin như những lần trước mình hay làm. Thì để bắt đầu luôn, thì các bạn vô planning như thế này, thì các bạn cần phải có một cái súng ngắm và chúng ta sẽ lấy nó ngay chỗ này. Tại vì súng ngắm nó không thể, bạn nào không thể lấy ngay một chỗ mà small pickup được, bạn phải lấy một cái large pickup thì mới có súng ngắm. Ok, và chúng ta sẽ vô ngay phần rồi. Chúng ta sẽ lấy cây Jaeger 7, nhưng mà có nòng giảm thanh. Cái này là bắn xuyên tường, nòng hai bật hai cái nòng ngắm được, nhưng mà nó không có giảm thanh, bạn bắn cái mọi người sẽ phát hiện. Cho mình khuyên là các bạn nên sử dụng cái súng này, nó sẽ hợp lý hơn trong cái trường hợp mà chúng ta chuẩn bị làm sau đây. Cái cây kia thì nó có vẻ hơi liều một tí, còn trong trường hợp này thì chúng ta có thể đem coin hay cái gì cũng được, tùy bạn. Nhưng chúng ta không cần firewire trong trường hợp như thế này. Nhưng cái thứ mà chúng ta cần hơn đó chính là cái lockpick, vì một số trường hợp chúng ta sử dụng lockpick khá là nhiều, cho nên lần này mình sẽ đem lockpick. Và cũng như mọi khi là mình sẽ bắt đầu ngay cái điểm ban đầu, starting location là ngay cái điểm ban đầu luôn. Nhưng mà cái này thì chắc mặc bộ đồ đen đi cho nó đẹp. Ok, vô. Welcome to Colorado 47. The militia. Hitman lực kỳ này của chúng ta khá là bảnh bao cho cái bộ suit này. Ok, và chúng ta sẽ vô đây để lấy cái súng ngắm của chúng ta. Và trong đây có nó còn tặng kèm cho tôi mà một cái coin nữa. Thì các bạn nào sợ kiểu như là việc là không sợ người ta phát hiện này nọ, thì các bạn có thể lượm thêm một cái để cái như phòng thân khi mà các bạn bị nó nhìn hay gì đó, ví dụ vậy. Thì các bạn cứ biết cho vui, nếu các bạn nào không cần như mình thì nói chung là mình cũng hay biết kỳ lỡ cái chuyện gì còn tùy cơ ứng biến được các bạn không. Nếu bạn nào đi tới đây sớm á, thì các bạn sẽ thấy thằng kia đang đi tới chỗ bạn. Đó, tuy nhiên nếu mà này gặp trường hợp như thế này thì các bạn nên nắp vô. Tại vì tùy trường hợp, mình thấy có nhiều trường hợp là lúc mình đi á, nó không tới cái chỗ này, và nó cũng không có check cái chỗ này. Các bạn chọi thẳng qua kia, nó sẽ bất ngờ và nó sẽ đi vô nó tìm. Trong lúc mà nó đi tìm thì các bạn sẽ đi song song với nó. Tùy trường hợp, có nhiều trường hợp mình đi nhanh nhưng mà tới lúc mà có một thằng khác nó cũng đi nhưng mà đi chưa tới cái chỗ này. Thì theo mình thấy là cái trường hợp mà các bạn gặp cái thằng này á, thì nó nhiều hơn là không gặp và nó đi chậm, ví dụ vậy. Sẽ có nhiều trường hợp là nó đi chậm, nó chưa tới. Và thậm chí là có trường hợp như mình đang gặp á, là nó đã tới rồi và nó thấy luôn. Còn ngay chỗ này thì các bạn cứ lẻn qua nhanh thôi, tránh để cho nó phát hiện là được rồi, không sao hết. Thì như nãy là nếu bạn nào đem lượm được cái đồng xu này đó thì các bạn sẽ đỡ hơn. Các bạn không cần phải tốn thêm cái đồng xu nào nữa, nhưng mà ý là khi lượm cái đồng xu đó, đồng xu lượm thôi. Thì đây, đây bạn biết lock là quá dễ rồi. Thì đó là lý do tại sao mình kêu các bạn nên đem biết lock, tại vì chúng ta cần phải đi qua cái chỗ này. Và khi các bạn tới cái chỗ này á, thì khoan lên vội. Chúng ta sẽ có hai thanh niên đứng ở trên, và chúng ta phải lên cho được cái tháp nước ở trên đó. Và chúng ta sẽ đợi một hồi để cho thanh niên này vô tường cái đã. Các bạn đợi hơi lâu, thanh niên này mới bắt đầu nhìn vô cái chỗ này, là kiểu như là quan sát thám tính tình hình vậy á. Và chúng ta cũng chưa cần phải vội lắm đâu, chúng ta cứ đợi một hồi đi là thanh niên này sẽ di chuyển.
Và các bạn sẽ thấy một thanh niên đứng kế bên nữa, họ sẽ tản ra hai bên. Và khi thằng đang nhìn này nó ra một chỗ nhất định thì tới lúc đó chúng ta sẽ hành động và chúng ta sẽ subdue một trong hai này. Cũng không khó lắm. Bởi vì chúng ta phải đợi thôi. Thì theo mình thấy đây là một trong những nhiệm vụ mà khó nhất trong Hitman mà mình đã chơi tới thời điểm hiện tại. Sau khi thanh niên kia đi qua tới đây á, thì chúng ta sẽ đi lên và đợi cho anh ấy nấp vào tường như thế này. Nhớ để ý thằng bên đi đằng sau lưng bạn nhé. Và sụp đu thằng này càng nhanh càng sớm càng tốt và chuyển sang sụp đu thằng bên kia liền. Và đừng để nó phát hiện là được rồi. Thằng này nó cũng hay lâu nó cũng hay dở chứng lắm, cho nên các bạn tránh làm chậm. Các bạn có thể giục súng của tụi này và không quan tâm nó cũng không sao hết, tại vì nó lúc nào mà nó phát hiện ra những thằng kia và nó body foul á, nó không cần thiết phải đi, nó sẽ mở cái cuộc tìm kiếm để tìm kiếm là ai xem mà tụi này là ai giết á, thì nó sẽ đi tìm xác và nó đi vòng vòng nó sẽ thấy xác mấy thằng này, thì buộc các bạn là phải vớt xác của thằng này, nhưng không được có thể các bạn có thể để lại súng của nó, không nhất thiết phải đi giấu luôn, không sao hết. Chúng ta lên được tới đây thì trong mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Và các bạn thấy cái đốm đỏ đầu tiên không, thì chúng ta có 4 nhân vật chính thì chúng ta sẽ mình sẽ lấy cái súng nhắm đó cái đã, thì chúng ta sẽ đợi cái bà màu đỏ ngay đây, bà đứng ở đây đi vô cái điểm đây thì chúng ta sẽ bắn một phát ngay đầu đó. Thì trong những trường hợp như thế này bạn phải cố gắng bắn làm sao mà headshot, tại vì nó ảnh hưởng, tại vì nếu các bạn nào không giết được một cú thì nó sẽ phát hiện liền ngay và các bạn sẽ ảnh hưởng tới cái nhiệm vụ mà bạn đang làm, cho nên cứ bình tĩnh. Maya Parvati is down. Good work. Và ngay chỗ này thì các bạn sẽ để ý một cái từ gọi là Guards Alerted. Thì nó sẽ biết thôi nhưng mà nó không có phát hiện là cú đó ai bắn và nó chỉ bắt đầu đi tìm và nó sẽ bảo thủ hơn thôi. Và mục tiêu của chúng ta tiếp theo là cái bà này. Bà này sẽ dùng cái phòng kính và chúng ta sẽ tiếp tục bắn bà này thứ hai. Cái phòng kính nó nằm ngay chỗ bên đây. Thì đó, chúng ta sẽ đợi bả vô và chúng ta sẽ xử bả trong cái phòng kính này và tránh để bị phát hiện, chúng ta nên bắn ngay đầu như lần nãy. Graves is down. Excellent work, 47. Ok, và bây giờ chúng ta đã giết được hai người này một cách rất là dễ dàng, một phát ngay đầu. Và các bạn thấy là unnoticed kill, tức là không bị phát hiện. Nhưng lý do là cái xác bạn vẫn tìm thấy ở đó, nhưng mà không sao hết, tại vì các bạn giết nhưng mà nó hiện như này, mình có nói là unnoticed thì các bạn sẽ vẫn được tính điểm như thường. Tại vì các bạn giết mà kiểu như là nó còn khá là dễ, tại vì theo mình cũng có ý giải thích là tại vì nếu bạn nào để bị phát hiện body thì và các bạn giết mà để bị phát hiện body, các bạn sẽ bị mất cái silent assassin này nọ kiểu, thì này cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên do là unnoticed skill cho nên các bạn có nó vẫn tính như thường. Thấy ông này đã đi tới cái điểm này á, thì các bạn nên qua đây, thì nó sẽ hay kiểu như là mấy thằng ở dưới đang đi tìm xác của lộn, đi tìm cái người nào đã giết hai người kia thì tụi nó sẽ thấy bạn, cho nên bạn còn phải méo qua đây. Và bạn bật nòng ngắm lên thì nó sẽ không để ý bạn đâu. Hoặc nếu mà cái đàn nó bị thì bạn đứng méo vô đã, thì nó sẽ tránh được cái việc mấy thằng kia để ý.
và các bạn sẽ đợi ông kia đi tới đây và các bạn sẽ phải bắn một hẳn cú vào đầu. Phải làm nhanh và gọn. Tuy nhiên ông còn một cái đường dài mới tới lần, cho nên từ cứ từ từ. Ezra Berg has been eliminated. Good work, 47. Sau cú đó bạn sẽ thấy một cái tên là Unnostic Kill, thì có lẽ bạn đã hoàn thành rồi. Thì đây hiện tại nó vẫn đang searching, vẫn rất là bình thường, tại vì nó vẫn không phát hiện ra là ai bắn cái cú đó và nó vẫn mọi chuyện vẫn bình thường, là như những gì đang xảy ra như bây giờ, là nó chỉ là đi tìm ai đang bắn và nếu không thấy nó sẽ mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Còn nếu mà bạn đã bắn hụt thì nó sẽ vẫn cứ tiếp tục là một cái là nó phát bị phát hiện. Và thứ hai á, là hằng nếu mà không chết liền thì bạn sẽ bị cái dữ mà nó hiện là hunted, gọi là bị đi săn, bị mấy tụi nó săn và đi tìm, thì mọi chuyện nó sẽ rối hơn nhiều. Sau khi bạn giết 4 người bạn còn phải đột nhập vô nữa, cho nên cái vấn đề mà bạn để mà bắn hụt á, bắn hụt ngay đầu là cũng là có một vấn đề, đẩy một cái vấn đề khác, có thể là bạn sẽ không làm được cái cuối cùng mà nếu như bạn không nhanh nhạy và bạn buộc phải giết người thì thôi. Và nhân vật cuối của chúng ta nằm tuốt bên kia, có điều là chúng ta phải ngồi đợi khá là lâu tại ông này còn phải ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa kiểu thì bạn mới thể giết ổng được, cho nên trong khoảng thời gian này các bạn có thể đợi khỏi lâu thoải mái. Thì mình sẽ chỉ sơ cái cú mà mình chuẩn bị bắn là các bạn sẽ thấy cái cửa sổ này, ổng sẽ bước vô, ổng ngồi vào cái cửa sổ đó. Thì mọi chuyện quá dễ tại vì ổng ngồi vô rồi thì không có thể nào là bạn xử lý khó được. Xử lý khó là gì, mình chỉ thấy khó nhất cái ông mà thứ ba thôi, đang lúc mà ổng đang đi á và bạn buộc phải bắn trúng. Cái game này nó không có giống như Battlefield, cho nên các bạn không cần phải canh hướng gió hay là đạn rơi nữa, kiểu cứ nhắm cái đầu mà bắn khá là dễ. Và có điều là cái game này thì buộc các bạn cần phải có sự kiên nhẫn thôi, như những gì mình cũng đã nói nãy giờ rồi, càng kiên nhẫn càng tốt. Nếu như bạn họ không kiên nhẫn thì cái nó sẽ dẫn tới một chuyện khác nhau. Kiên nhẫn nhẫn nại cũng là vấn đề. Hiện tại là ông kia ông chỉ mới đi tới ngoài lan can bên kia thôi, thì trong khoảng thời gian này mình sẽ speed up cái clip lên để các bạn có thể coi nhanh hơn, thì trong lúc này mình sẽ không nói gì hết. Ok, ông nó ngồi xuống rồi nhé. Ồ. What the fuck? That's all targets taken care of. Ok, chúng ta đã giết được ổng rồi. Ballistic kill. Và sau khi giết vô chúng ta sẽ chuyển sang đi xuống dưới, thì mọi chuyện nó vẫn khá là dễ rồi. Và mình nghĩ nếu bạn nào không giết được ổng và không để biểu hiện á, thì mọi lính gác, cái hoạt động cũ lính gác nó sẽ trở về với ban đầu và các bạn không cần phải khó khăn giải quyết này nọ kiểu. Cho nên thì cái nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống dưới. Thì có hai thanh niên ở đây. Thì nếu bạn nào thấy rồi, nếu mà nó đã về với vị trí ban đầu thì các bạn sẽ thấy hai anh niên đứng ở đây đang nói chuyện với nhau. Các bạn sẽ chọn một cái đồng xu để cho hai thanh niên này đi qua kia, thì chúng ta sẽ lẻn đi ra ngoài. Ok, và chúng ta sẽ đi qua đường khác để đột nhập vô cái tầng hầm ở dưới. Thì tụi này nó vẫn đang đi tìm kiểu như là đá bắn người này người nọ như hồi nãy. Không sao, chúng ta chỉ cần phải đợi một tí. Nhưng có một điều các bạn cần phải lưu ý á, là nó có một cái camera. Đó, nó có chiếu sáng lên cho các bạn coi. Thì nhớ để ý bắn và cắm bắn cái camera đó là được. Ok, và các bạn sẽ đợi cho một hồi cho tụi lính gác nó trở về vị trí ban đầu. Thì còn hai cái thằng canh cổng này, nếu mà nó càng đi tới đi lui thì các bạn không thể nào vào trong được. Nó khó khúc đó thôi. Và nó sẽ lẻn qua đây, nó đi, nó nhìn xung quanh cái kiểu. Các bạn nào nắp đằng sau cái xe đó cũng được. Mình cầm theo cái này cho cái ăn.
Trời. Ok, bây giờ sẽ đi vô. Lén qua đây cái đã. Nhưng mà sẽ bên kia sẽ có một người, một thanh niên nữa. Đi đi về hướng này để kiểm tra canh cổng này nọ. Mọi thứ sẽ trở về bình thường khi mà các bạn thấy hai thanh niên đứng canh cổng hồi nãy đứng trở về cái vị trí ban đầu của mình. Và chúng ta cần phải thanh niên này phải trở về vị trí ban đầu luôn thì chúng ta mới có thể bình tĩnh mà đi được. Và nó đúng hay chu kỳ thì tụi kia nó sẽ không đi mò các bạn nữa, nó sẽ ổn định hơn nhiều. Ok, các bạn đã để ý là nếu các bạn nào làm đúng hết á thì nó sẽ không hiện cái string nữa. Là tức là mọi thứ đâu trở về bình thường rồi đó. Ok, đi rồi đó. Lờ lúc này thằng này nó sẽ không phát hiện nữa đâu. Cho nên cứ thoải mái đi. Và tới đây thì chúng ta sẽ picklock cái khu này. Để vô là thêm một lần nữa. Đột nhập vô cuối cùng. Nhưng mà nhớ để ý mấy thằng kia nó đang đi xuống nha. Các bạn đi vô trong liền luôn. Thì những lúc này thằng này nó sẽ không để ý nữa. Và lính gác cái khu bên kia nó vừa mới quay trở lại thôi. Các bạn vô đây nắp rồi đã. Các bạn sẽ thấy thằng này đứng đây. Các bạn sẽ đi qua đây luôn. Nắp vô. Và các bạn kéo nó xuống. Đó là cái lý do tại sao mình kêu các bạn cần phải làm sao cho mọi thứ nó trở về bình thường. Tại vì nếu các bạn kéo nó vô, mấy thằng kia nó vẫn di chuyển lại chỗ bạn và nó phát hiện ra bạn. Thì nếu mà mọi thứ đã trở lại bình thường thì các bạn có thể thoải mái thôi. Tới đây thì bạn lấy cái súng lục của mình ra. Các bạn thấy không, có một cái camera nữa. Nhưng mà đừng có bắn khi nằm cái thằng kia đang quay lại nhìn bạn. Ok. Nó sẽ quay trở về hướng này nhưng mà nó không nhìn bạn đâu. Nó sẽ dựa vào cái chỗ đó thì tới lúc đó mình sẽ đi xuống. Để kiểu như là đi xuống mở cái cửa hầm ở dưới và chúng ta sẽ đi vô trong lại khi mà nó dựa rồi á. Bạn có chỉ cần đơn giản là các bạn xuống đây và các bạn picklock mở cái cửa này ra. Ok, đó là lý do tại sao mình kêu khuyên để các bạn nên dùng cái picklock, tại vì có khá là nhiều thứ là các bạn cần sẽ phải cần picklock. Và đây là lý do tại sao khi bạn xuống đây sẽ còn thanh niên lính gác ở đây sụp đu như bình thường, nhưng mà khi bạn phải vô cái cover thì nó mới sụp đu và kéo từ thằng đó từ đằng sau được. Ok, và kéo thằng này vô trong cái chỗ mà để xác này thì nó sẽ không phát hiện, kiểu như cho an toàn thôi. Nhiều lúc cũng không nhất thiết cho lắm nhưng mà mình cũng chỉ muốn là cho an toàn như có thể. Và khi bạn xuống tới đây á, nó sẽ thông cái nhiệm vụ cuối cùng đó, infiltrate the tornado shelter. Tuy nhiên chúng ta còn một cái nhiệm vụ khác nữa và chúng ta buộc phải tiến hành vô làm thêm một chuyện nữa, và chúng ta sẽ lấy một cái mặt in 3D của cái thằng Sun Rose. Các bạn thấy ông tướng đó không, thì ông tướng đó sẽ đi vòng vòng và chúng ta sẽ sửa ống sâu. Và chúng ta có hai thanh niên hacker, một thanh niên này với thanh niên này sẽ đi tới đi lui hoài luôn, và các bạn buộc phải bình tĩnh. Thanh niên này sẽ coi cái chỗ đó khá là lâu, và trong lúc mình coi thì có thể là ông kia sẽ quay trở lại. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình thấy nghe là mình nên sạc pin tay cầm mới đã. Và khi ông tướng này quay trở lại đây và đi tới đó thì bạn lập tức đi qua đây liền. Thì tại nếu mà ông này đi qua đây mà các bạn vẫn chưa đi qua á thì ông sẽ phát hiện ra bạn. Cho nên mọi chuyện cứ bình tĩnh mà làm, không cần phải gấp gáp lắm. Tại thanh niên, cái hai thanh niên kia vẫn không có vô liền đâu. Và các bạn sẽ đợi ông này, ông đi qua cái cửa sổ kia, ông sẽ mở cái cửa sổ để đi vô. Mà tránh được để bị hai anh kia phát hiện nhé. Sau khi ông đi vô thì hai anh này nó sẽ nói chuyện với nhau. Trong lúc đó thì các bạn sẽ xử lý ông này. Nhưng mà được có giết, như được có giết là được rồi. Ok, và chúng ta sẽ kéo ông này vô đây để giấu xác, kiểu như mình có không nghĩ là sẽ có ai đi tìm ra ông này đâu. Nhưng mà kiểu chúng ta
muốn an toàn thôi, muốn cho an toàn thôi, và chúng sẽ đợi hai thanh niên kia vô trong căn phòng kia và chúng sẽ bắt đầu dùng máy in 3D của thằng đó để in ra cái khuôn mặt của thằng Sun Rose. Hai thanh niên này nói chuyện khá là nhiều chuyện. Và chúng ta cần phải đợi hai thanh niên này đi vô trong lại thì chúng ta mới có thể giải quyết được cả hai luôn. Thì do là mình xử lý cái ông kia xong khá là sớm cho nên đâm ra cái giờ ông vẫn chưa đi vô. Ở lầu hai thằng này vẫn chưa đi vô. Thường là mình làm thì hai này sẽ đi vô cùng lúc với nhau và nó sẽ không tìm gì nữa. Và thằng này nó chỉ là nó bấm một lần thôi. Ok, nói xong rồi đó. Đó, thanh niên này, khi mà thanh niên này đi vô thì các bạn liền lập tức đi vô trong liền. Và đợi cho thanh niên kia đặt cái tay xuống thì các bạn bấm liền cái Star 3D Printer. Và các bạn đi ra ngoài lại. Nhớ đi sao cẩn thận đừng để nó phát hiện. Vậy nó sẽ ra check lại thêm một lần nữa và các bạn đi thẳng ra đây cho chắc ăn thôi. Kể cho chắc ăn rồi nó có nhìn này nọ. Và đừng để nó phát hiện là được rồi. Thường thì nó sẽ không phát hiện đâu, nó sẽ coi như là kiểu như báo động giả này nọ và nó sẽ bình thường trở lại. Nó không quan tâm, nhưng trong lúc đó nó cũng đã in ra một cái khuôn mặt 3D của ông Sun Rose rồi. Thì lúc đó mọi chuyện nó sẽ rất là dễ dàng hơn. Các bạn lấy được khuôn mặt và đi xuống hầm lại thôi. Khi nó bình thường trở lại, các bạn đi vô lại và lấy khuôn mặt ở bên tay phải của cái chỗ nãy. Xong, chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới hầm lại. Để tiếp tục của công việc chúng ta thì chúng ta sẽ kết thúc nhiệm vụ khá là dễ rồi. Ngay chỗ này thường nếu bạn nào làm sai thì nó sẽ có những cái chu kỳ khác nhau. Đó là lý do tại sao mà mình sẽ kêu các bạn sẽ có những cái chu kỳ khác nhau và dẫn đến là các bạn có thể gặp một số thanh niên mà các bạn không ngờ tới. Ok, xong thanh niên kia sẽ không để ý nữa, chúng ta sẽ đi ra ngoài thoải mái rồi. Plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the Shadow Client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. Someone's getting closer. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The Shadow Client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. Some kind of network. Power players. From all sectors. Familiar faces, too. Thomas Cross. Klaus Strandberg. Ether. And that's missing banker Eugene Cobb. Well, well. There's a name. Providence. What? No. No, it can't be. The Hidden Hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the Shadow Client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Rose is gone.
It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. Our warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives only by ending them. You know him. Better than anyone.